Chúc mừng hai bạn đã nhận được 3 sự lựa chọn và cảm ơn bài hát rất là hay. Và hai bạn là ai và hai bạn đến từ đâu? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phan Thị Ý Linh và em... Đến từ đâu? Em năm nay 27 tuổi và em đến từ Quảng Trị ạ. Em là Ý Linh. Hồi nãy em nói mà em ngập ngừng, anh rất là thích. Đúng, một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ. Em hết. Một chiếc lá rơi cũng làm em hết hồn. Bạn nam thì hôm nay là hát rất mạo hiểm, bởi vì cái bài hát này mà xong ra thì nữ lại lợi thế hơn nam trong cái bài này. Anh và Ý Linh có một cái kỷ niệm sâu sắc, sâu lắm. Sâu như em đang diện chị Chí. Rằng mà hôm nay hình như là mình họp hội đồng hương Huệ ha. Đúng rồi em. Đúng rồi. Này chứ ai nói chuyện mà quên Hoài An là dân Huệ, Huệ Gộc đi. Nói chung là hai em hát bài đi rất là ngọt ngào. Anh cũng thực sự rất là xúc động, nhất là khi bạn nữ vô những cái câu thì em cũng thấy sự ủng hộ của khán giả. Riêng về phần bạn nam thì nếu có một chút xíu nào đó để mà anh nghĩ là để cho tốt hơn trong bài đi thì có lẽ là em phải hát mạnh hơn tí xíu nữa, để gần mic hơn tí nữa. Này anh nghe giọng em hơi nhỏ một chút xíu. Còn anh cũng rất là mong là mình có thể họp hội đồng hướng bộ người mình vui vẻ hết. Em ơi về đây, anh nói thiệt là em về rồi anh bày binh bộ trận ghê gớm cho hai đứa, là tuyệt vời luôn. Lại hứa hẹn. Rồi để anh nói cho nghe. Em ơi, về bên nữa là Quang Lê là Huế này, rồi Hoài An gốc Huế, rồi hai đứa em là Quảng Trị về Huế luôn. Ban đêm ngủ không yên vì phải lo chiếu, suy nghĩ để sáng hôm sau đối phó với nhau. Đó. Không nên. Về đây, về với anh là người Sài Gòn. Em biết tại sao người ta viết câu Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi không? Đó, tại trong Sài Gòn có Đàm Vĩnh Hưng. Có Cẩm Ly nữa. Đó. Mà em hôm nay chọn một cái màu áo rất là Nam Phương Hoàng Hậu. Đúng là màu vàng vua chúa, hợp lý. Thật ra là bài này nha, là có lợi thế về cao độ cho nam hơn là cho nữ. Chính xác. Tại vì tôi biết là Ý Linh giọng cao vút và ngân nga, nó như một tiếng chuông, chuông của chùa Thiên Mù đó. Cho nên là em đã chấp nhận hy sinh hát thấp, không được tỏa sáng đúng cái giọng của mình, để cái bài cho bạn nam cao nâng cao lên giọng của mình thật tốt. Và anh rất thích cái cách luyến lấy nhã chữ và đặt để từng câu của bạn nam. Và anh cũng rất tha thiết mong có được hai em cứ suy nghĩ. Sau khi em nói xong tới phần của chị Ly và anh Minh Vy thì các em có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đó, nhưng ưu tiên nhớ anh là quan trọng hơn. Cũng chốt lại một câu à. Xin mời anh Minh Vy và chị Cẩm Ly. Rõ ràng là nghe cái giọng của bạn nữ này nãy cũng bị chịu thiệt, tại vì hát thấy thoải mái mà mượt mà giọng mềm mại mà đẹp lắm. Thử liền. Hứng liền, thử một câu đi. Thử liền cái lên trong cái tông nào em hay hát á. Khoan cho anh xin lỗi, Long Black, cái tông hồi nãy là la thứ đúng không? Em xin lên thử cho anh si thứ được coi. Không, hồi nãy bạn nữ hát bị nhường cho bạn nam nhiều lắm. Em hay hát La Thăng. Hát đoạn A thôi em. Vàng cây lá bay, đôi tay gây buồn, mang suy tư về. Đầy đôi mắt nhung, kiều xa môi mềm, tìm đến cơn mê. Cái đoạn cao được mà. Em vẫn rụt rè, vẫn hơi nhút nhát. Cái đó là cái khuyết điểm của em. Thật sự các bạn cũng đang quen cái nếp ngày xưa giờ ở ngoài Huế, Hoàng Trị. Mình hát ở những cái thành phố nhỏ, mình có một cái sự e dè và khiêm tốn riêng. Nhưng nếu mà các bạn vào thành phố Hồ Chí Minh, các bạn muốn hát chuyên nghiệp thì dường như mình tập thành một cái thói quen phản xạ. Ví dụ người ta bảo là em hát đi là em phải tuôn ra em hát liền, hoặc là mình không có ngần ngại gì. Khi người ta động chạm tới chuyên môn của mình sẵn sàng hát. Và thật sự hai bạn á, việc đánh giá cao, nhất là bạn nam hát những cái đoạn cao rất là sáng và tình kinh khủng luôn. Bởi thế cho nên hai bạn nên chọn cho mình huấn luyện viên nào là chính xác nhất.
trở về đây lúc đêm vừa lên. Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tâm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đời. Mưa đêm thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ấy. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa. Chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhắc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đời. Thu đêm thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ấy. Ân tình xưa đã lỡ, trời mưa không nghe mặt môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau. Lời tiên cho phép em xin gửi lời chào tới 6 huấn luyện viên quyền lực của Showbiz ạ. Và xin gửi tới tất cả quý vị khán giả đã có mặt ở đây. Em xin giới thiệu, em là Ngọc Ký, người bạn hát cùng với em là Minh Đức ạ. Minh Đức xin được trân trọng gửi đến
6 vị huấn luyện viên cũng như là các quý vị xem truyền hình và có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Lời kính sức khỏe là chào trân trọng nhất. Rất bọn em đến từ Hà Nội ạ. Ký ơi, ngoài cái dòng nhạc mà Ký đang hát bây giờ nè, có một cái gì khác hơn không ạ? Thực ra thì cái dòng nhạc bolero thì em mới tập, mới hát thôi. Còn trước đây thì em hát được rất nhiều cái thể loại nhạc như dân gian, rồi là thính phòng, rồi là cả chầu văn cũng hát được. Chắc là Ký thử một đoạn đi nha. Xinh thay một thu cô bé ngàn, bầu trời cảnh Phật ý. Phong quang bốn mùa, trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cành bầy cầm ma thú đua chơi, kia đàn chim bay phấp mà phới mọi nơi. Ý à, ý à, chim bay phấp phới mọi nơi, cá theo dòng nước đùa bơi vẫy vùng, trên rừng tùng gió rung lác đác, đình sườn non đã chất treo leo, kia dòng sông thương nước chảy trong veo. Ý à, ý à, ơi ý à. Đây, có thể đây là một trường hợp kỳ lạ đặc biệt nha. Khi mà tụi em phát hiện ra, khi em thể hiện ra là nhiều cái khả năng khác nữa, thì cái khả năng đi sâu và đi xa rất dễ diễn ra đấy. Chúc mừng hai em. Cô Thương ạ. À, cô Thương. Lại cô. Phần trình diễn coi như là ngoạn mục, thích lắm. Chúc mừng hai em. Cảm ơn lời nhận xét rất là đinh thép, đao búa của anh Hưng. Không, Quang Lê dùng cái chữ đinh thép đao búa là bởi vì anh Hưng có cái logo từ anh Minh Vi rồi, Giang Hồ Bolero. Tình Chúa. Cảm ơn phần trình diễn của hai bạn rất nhiều, rất xuất sắc và được ba sự lựa chọn của ba cặp đôi huấn luyện viên. Hai em tên gì và tuổi và quê ở đâu? Dạ, em là Hồ Minh Đương, em đến từ tỉnh Kiên Giang. Em sinh năm 89. 89 là năm nay nhiêu rồi ta? Tự là toán trừ đây. Em tên là Bích Ngọc, quê em ở Hậu Giang và năm nay em 27 tuổi. Thường ha, Kiên Giang, Hậu Giang. Kiên Giang mình đẹp lắm. Đội anh rất là cần một cái màu sắc như em. Bởi vì... này là chết, hồi nãy mới nói gì nè. Khúc này mới khó nè anh Lê. Anh cứ bình tĩnh, tự tin và nói. Mặc nhiên là chị Cẩm Ly, chị rất là am tường dòng nhạc này rồi thì cũng giống như anh thôi. Được. Nhưng mà anh rất là... Trời. Nhưng... cứ trước bước ngoài nãy giờ 20 lần. Nhưng mà anh rất là thân thiết với hai cái người nhạc sĩ mà có rất là nhiều bản hit về quê hương. Chẳng hạn như là những cái bài Chị Đi Tìm Em nè, Bà Năm nè, rồi Giấc Mơ Cánh Cò nè, Em Về Với Anh. Anh sẽ tuyệt định chọn những cái bài hay nhất của hai nhạc sĩ này cho em. Bây giờ nhạc sĩ đội khác. Kỹ thuật này mới nè. Em đi xa anh quá. Đó, em về đi, em tin anh. Trời ơi, anh giỏi lắm. Anh sẽ chọn cho em. Anh giỏi lắm. Tại vì anh biết hai người nhạc sĩ này bài nào hợp giọng em, và anh sẽ tuyển chọn những ca khúc hay nhất. Hai em sẽ tỏa sáng trong chương trình này. Tỏa sáng. Giả sử như tụi em chọn, mặc dù biết là em mới vừa hát và em chọn bài hát thì rất là phù hợp với bên đội chị Cẩm Ly rồi, nhưng mà thí dụ như em qua bên đây thì nhiều khi cái sự quái của anh Quang Lê đó lại chọn bài của hai đội kia. Nói cho em hay nha. Cho em hay. Dạ, yeah, anh sẽ gom bài của Vũ Quốc Việt, gom phần bài của Minh Vi, kết hợp lại hai em hát. Đó. Cảm ơn thần tài Hoài An và ông Địa Quang Lê. Đã giống bạn thờ ông Địa. Tại vì ngày xưa không biết là sắp tới nếu mà Quang Lê xin hai bài hát của anh em mình, chắc gì mình cho, huống chi thí sinh phải không? Không, luật chơi là công bằng.
đội nào đăng ký trước, kể cả bài của ta, của đội khác vẫn phải chấp nhận, đó là luật chơi công bằng. Em về đội anh. Cái anh đăng ký bài là bên kia không có được lấy bài để cho em hát được. Đúng. Em về trước, anh đăng ký trước. Bây giờ đăng ký. Ví dụ như cặp đôi này về đội em sẽ cho hát bài gì? Nhiều bài hay lắm. Ví dụ Thương Áo Bà Ba nè của anh Minh Vi nè. Bài đó anh định sai bán. Bởi vậy không có biết cái Thương Áo Bà là của ai. Nói chung là em nghe cái bài nào mà miền Nam hay là em tưởng của anh Vũ Quốc Việt và anh Minh Vi không à. Ôi ôi, ôi. Mày hay sợ không? Có khô mới sợ mọi. Rồi thì bây giờ hai em quyết định đi nha. Anh không nói nữa đâu, tại anh sợ lắm. Cái bài này á, những nốt nhạc đầu tiên mà anh nghĩ á, ra lúc đó anh đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Vậy anh biết hai cái con cua càng bự á hả? Hồi nãy có hát sai một lời đúng không? Có nhớ không? Nhớ đâu. Nhớ đâu hát sai. Thì anh nhớ hồi xưa anh cũng đi tuyển sinh á, có một bạn lên hát. Cái bạn nó hát rất là hay. Thì bạn hát cái đầu tiên là về miền Tây thui thủi anh về miền Tây. Thì lúc đó anh thấy hát hay quá, cái anh chồm lên. Anh mới chồm lên nói, anh tính nói là hát hay quá. Thì bạn chuyện chồm lên, bạn tưởng là anh nói bạn hát sai. Thì bạn mới nói là về miền Tây em đã đi cầu. Trời ơi. Tại vì em hát em đã qua cầu, bạn không hát em đã đi cầu, em đã đi cầu miền Tây em nhớ thương ai. Không, đi là đi cầu nè, đi qua cầu khỉ đúng không? Đúng rồi. Ok vậy đi. Đúng rồi. Đi qua cầu khỉ. Thôi, cầu khỉ mà đi được. Mà nói chung là ba cái đề này bấm lên thì tất cả các anh chị của các đội đều muốn các em về đội của mình. Nãy giờ cũng chỉ là vui thôi. Em cất lên những câu đầu tiên làm chị nhớ anh đang trường dễ sợ. Hát rất là hay luôn, có giọng rất là đẹp luôn. Còn Ngọc thì thôi duyên dáng dễ thương lắm Ngọc ơi. Ngồi kế bên cũng như không. Nhớ đang trường. Dạ. Nè. Đây nè, gửi lại. Ở đó chỉ là đang trường thôi. Tại vì chị với anh Trường hát bài này. Nhưng mà hiện thời thì chuyện đương thời thì chị đang ngồi với Dương Lan. Ok. Về bên nhau. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Hai em hát được cái lương không? Hát được dòng cổ không? Em hát được. Tập sẽ hát được không? Chút thôi. Em hát được. Nhạc bolero. Nếu mà em bạn Nam hát được giọng cổ mà bạn Bích Ngọc chưa hát được giọng cổ thì về đội của anh và Đạm Vượng hơn chắc ăn nhất. Thôi đi cha, nói cho đúng thôi, cái này không binh được. Vậy nè, em hát giọng cổ được á thì em gái hát giọng dai, dai với cổ này nha. Đó, nói vậy. Hợp lý. Bắt chước Quang Lê không à, bảy bản. Khi mà cưng hát câu đầu tiên một câu rồi anh gạt cái cần xuống liền lập tức luôn. Có lý do lên đèn luôn. Này bán mai nữa. Đâu có thấy được. Không có, em có thấy là lúc em quay ga anh vẫn còn chưa lên đèn. Yeah. À, đó nè, nghe chữ nha. Em quay ga nha. Quay ga. Quay ga. Chuyên gian mà. Rồi xong rồi đó, anh nói xong rồi đó. Rồi xong rồi, bây giờ tụi em quyết định đi để gia đình 6 người đừng xào xáo nữa em. Ừ. Bây giờ trước khi mà quyết định thì bạn ấy muốn hát một cái đoạn cải lương. Đúng rồi. Trời ơi con bom trắng văng bay sang thì người con gái hồng tơ cùng đâu vắng vàng. Trời ơi. Nhìn cánh cửa nhà nàng em đóng tôi cứ ra ngần vào ngỡ hồn buồn rưng rớt linh cảm dường như không lời từ gia nàng đã chia tay vĩnh biệt tôi rồi. Chân tay trắng tay trời đông ngày gió lùa vai gầy lâu kín chẳng về không lối chiếu gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều
Hai bạn đã xong phần trình diễn của mình. Và hai bạn tên gì và hai bạn đã đến từ đâu ạ? Dạ em tên là Phạm Tấn Phát, em đến từ Cần Thơ ạ. Dạ em tên Nguyễn Minh Khoa, đến từ Sóc Trăng ạ. Và xin mời anh Quang Lê và anh Hoài An có lời nhận xét về hai bạn không ạ? An rất là ấn tượng với chất giọng của bạn Áo Xanh, hát rất là lạ. An xin lỗi, lúc đầu An nghe An cứ nghĩ đây là giọng nữ. Cho nên là nếu mà có cái điều gì góp ý cho cái bài diễn này á, thì An thấy là hai bạn có còn một tí xíu hơi nhút nhát sân khấu, là tính toán thêm một tí xíu về phần trình diễn thì có lẽ là phần biểu diễn mình nó sẽ tốt hơn. Cái giọng của em á, rất là ấn tượng anh. Tại vì trong cái cách em hát cũng như xử lý á, nó có cái hơi hướng của hai người mà anh rất ngưỡng mộ, đó là cô Phương Dung và cô Hoàng Oanh. Đây là hai cái tượng đài bolero mà họ rất là có những cái đặc trưng, và em đã sở hữu được hai cái đó. Anh đã sắp xếp một cái tiết mục ngoạn mục cho vòng tới nhé. Và chào mừng em về với đội anh. Dạ. Khoan em, hồi nãy khi mà anh nghe ở dưới, rõ ràng anh Quang Lê nói đúng, tại vì cái giọng của bạn nghe rất là giống cô Phương Dung. Thì bạn có một cái bài nào mà hát giống hơn nữa có thể gửi đến quý khán giả được không? Em xin gửi đến một đoạn trong bài hát Nỗi Buồn Gác Trọ ạ. Gác lành về khuya cơn gió lùa, chẳng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Hay quá em. Rồi cho nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đều biết yêu thương mình sẽ xa sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau.
được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người ơi, tình mình tựa như những tháng năm kia đôi thay. Hãy yêu nhau để có tên mình nè. Dạ em tên là Hồng Đào ạ. Tên là Trần Gia Bắc. Hai em đã từng hát với nhau nhiều lần chưa? Dạ vào chưa. Đây thì bọn em mới quen nhau. Phải nói một sự bất ngờ, nếu mà hát như vậy và nghe như bài hát vừa rồi, tất cả mọi người cứ nghĩ rằng các bạn đã từng hát song ca với nhau lâu lắm. Tại vì những cái hạ cánh á, những cái cuối câu á, và những cái đoạn bè cùng nhau á, nó rất là khớp. Có nghĩa là giống như là mình đã thâu âm sẵn tới đó mình cắt vậy á. Quá đẹp. Nổi da gà hơn nữa khi mà Đào cất tiếng hát lên. Và cách mà xử lý mà thì thào đó, đúng là cái style của anh luôn đó. Và anh rất là háo hức luôn. Dọn hàng đã bán tới giờ nè, có bán được mua án được gì đâu. Giờ mới đông khách nè. Cho nên là mở đèn ra thấy ai đầu tiên không? Thấy đúng không? Thấy nguyên cái đường xanh lè này đầu tiên luôn nè. Nữa. Ủa bạn Nam sao nhìn bà Quang Lê hoài vậy? Ừ, anh đang nói bên này mà, em hiểu không? Bạn Nam, em cũng ái mộ anh Bằng Kiều đúng không? Đúng rồi. Rồi, cách cái... nói cũng giống nữa. Cách hát. Và anh tiết lộ luôn là anh thân với anh Kiều là không có thân. Thân rồi. Nhưng... Có cái nói. Thân lại rồi. Chị cảm thấy bài này rất là hấp dẫn. Và đặc biệt á, là tại vì giọng của Đào á, giọng của em nó rền, nó trầm mà nó vang như thế này. Trong trẻo nó vút như vậy nè, coi như là hai cái giọng giống như là hai thái cực khác nhau, nhưng mà khi nó hòa vào một bài mình mà tụi em hát lại ăn quyện với nhau, cho nên nghe nó rất là lạ mà nó rất là hay đã lắm. Em tự tin trong nguyên một bài hát luôn, khi em feel, em mê, em say, em đắm là thấy hết. Không. Tức là còn đối với Bắc. Chị này ngồi đây không có bắt gì đâu. Em đảm nhận cái phần bè. Không, anh đi về chỗ em thì ngồi bên kia. Lê, đứa học sinh trật tự cái ồn quá đi hả? Nghe cô giáo nói chuyện kìa. À. Mọi trường hợp em ngồi đây, nhưng mà sao? Cái ca này em phải ngồi bên kia. Thí sinh sẽ biết nhận thức Quang Lê ngồi ở bên trái, bên phải hay ở giữa, yên tâm. Thì nói hai người cứ cãi đi, tụi em qua đây nghe không? Bắc á, ở những cái đoạn đầu á, em hát chị thấy không có bằng Đào. Nhưng càng về sau
em càng tự tin em hát tốt hơn nhiều. Cái bè của em nó ổn, nhưng cái chữ mà cuối em cứ lò dò cái chữ về đâu. Về thì không sao, nhưng chữ đâu cứ đi tìm loanh hoanh như thế này. Nó không chắc được cái chữ đâu của em. Em không tự tin cái chữ thì đâu. Không biết về đâu cái mà. Cái quãng bè. Thì bởi vậy, tức là chị thấy em hơi nhát nhát và em đang đi tìm. Nhưng mà nói chung là nhìn toàn bài, chị thích phần trình diễn này rất nhiều. Đặc biệt thích hai cái chất giọng khác nhau hòa quyện vào làm nên một bài nhạc rất là lạ. Chúc mừng em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh chị. Em về chỗ em nói được không? Bây giờ ngồi đây nói đi, đã nói ngồi ở đâu thí sinh cũng biết mà. Thôi trong lúc anh Lê đang chọn chỗ thì để anh xin phép anh Lê và mọi người anh nói trước luôn. Đối với anh á, anh thích nhất ở hai bạn là ở cái chỗ là những cái chỗ bỏ nhỏ ở đoạn đầu bài. Nhưng mà mình phải có cái kinh nghiệm chứ, lúc vào điệp khúc băng nhạc đã đánh dồn lên lớn rồi thì đừng có bỏ nhỏ nữa. Tại bỏ nhỏ là lọt thỏm ở trong băng nhạc. Cái gì để mà cái... nói vậy ta, sao ta về được? Anh ngồi anh cứ đưa cái khuyết điểm ra sao ta về cho mình được. Nói chung là cặp đôi này phát biểu là một điểm trừ rồi đó em. Em cũng biết hồi nãy em nói với là anh Minh Vi vừa xác nhận là Bằng Kiều không có thân với anh Đàm Vĩnh Hưng. Đó thân, là thân, không thân nha thân. Không liên quan. Thì có liên quan em mới nói chứ, em nói là có lý do hết trơn á. Đó, em biết anh Bằng Kiều với chị Minh Tuyết là một cặp đôi hoàn hảo. Và đã có bài hit của ai sáng tác? Hoài An, Xin Lỗi Anh. Em có biết bài này không? Đó. Cho nên em thần tượng anh Bằng Kiều đúng không? Mà em thích cái dòng nhạc này, chắc chắn em phải về với Hoài An và anh để hát những bài tuyệt đỉnh song ca. Là em chỉ được hát một nhạc của Hoài An thôi đó, không hát nhạc khác đâu. Ha, là một. Thật ra vậy nè, chiêu của hai đội này cũng rất là tinh xảo, là cố tình nói ra những cái khiếm khuyết của tụi em để làm gì? Để cho em thấy rằng là họ rất quan tâm, họ biết nhìn được những khiếm khuyết của em để có là người chỉ dạy cho tụi em những cái gì hay hơn. Còn anh sẽ bảo vệ, anh che hết tất cả những điều đó, anh sẽ dạy sau. Đấy. Và thứ hai nữa là chị Cẩm Ly cũng có phát hiện là cái cuối á, em hát cái bài cái chữ về đâu hai tụi em tìm á, bây giờ anh cũng rất là thân với nhạc sĩ Đức Trí là tác giả bài này, có thể là sửa cái lời cuối luôn là về đây. Trời, không cần phải về đâu. Về đây. Nói nghe nào. Ly nói đi đi chứ Ly. Anh cũng từng ngồi giám khảo rồi, nhưng mà anh chưa bao giờ làm điều này. Anh Hưng cũng đang ngồi giám khảo nhưng mà anh Hưng chưa bao giờ làm điều này. Chị Ly cũng vậy. Lần đầu em tiên làm chuyện đứng dậy. Điều gì? Không, anh Hoài An cứ đứng dậy đi. Làm gì? Khiêu vũ. Không. Bây giờ ha, em cũng chưa bao giờ, khoan xin lỗi mọi người, An cũng chưa bao giờ làm điều này là nắm tay Quang Lê trên sân khấu. Bây giờ anh chưa bao giờ làm điều này. Làm điều này để thấy một cái sự chân tình. Nghĩa là hai anh đến đây để đón hai em về nhé. Lần đầu tiên. Quang Lê. Lê em đừng hảo thắng. Lê ơi, anh nói cứ nghe nè, một cách rất chân tình luôn nha. Nỗi đau nào nó cũng đau hết. Nhưng em đừng chọn cho mình một cuộc đau khủng khiếp là ta lại gần mà người ta vẫn quẹo qua trái. Quẹo trái, quẹo phải, đi nó hơi bị mắc méo, đi thẳng sướng hơn. Không, cuộc đời có những cái thử thách. Và hãy cho mình những bước thử thách đó, quẹo trái chẳng hạn. Đi tới đây gặp nguyên một tòa lâu đài, ô dễ thương quá. Sáng nào đó chiều dài mới nhớ
giác nào đó chiều dài nỗi nhớ. Bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình. Em là Từ Như Tài, em đến từ Hà Nội và xin được em là Ngọc Liên ạ. Em cũng đến thi từ khu vực Hà Nội. Vâng, và hiện nay thì em cũng đang theo học bên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Phải nói rằng hai bạn hát rất là mượt mà, và lúc nãy Việt có nói với Đàm Vĩnh Hưng nghe giống như là mình đang mở băng vậy đó. Dạ. Bạn ghi âm. Bạn ghi âm, đúng rồi. Nhưng mà có một chỗ cần phải thu lại tại vì là em còn mới, chưa có kinh nghiệm nhiều. Nếu mà về đội anh với bài hát này, anh sẽ phân câu lại. Cả hai người đều kết hợp với nhau rất là đẹp, hình ảnh về đẹp đôi và ăn mặc mà nó màu sắc và nó tông sự tông với nhau như vậy này. Thương hiệu của Đàm Vĩnh Hưng đấy. Cứ ai ăn mặc đẹp là liên quan tới ảnh à. Bạn nữ đã để lại trong lòng Quang Liêm một cái dấu ấn rất là đẹp. Bạn nữ hát rất hay, nhưng mà cái dòng nhạc của bạn hát nó hơi xa với cái dòng nhạc của Lê đang hát, cho nên nghĩ là mình không có thể làm tốt hơn cho bạn được, nên mới ngần ngại không bấm. Chứ giá như là con Lê đã bấm rồi. Cho anh hỏi thêm là hai bạn có thể hát được cái dòng nhạc nào khác hay không? Dân ca Nam Bộ thì em nghĩ rằng là cũng vẫn là dân ca đúng không ạ, nhưng mà em thì em cũng thích dòng dân ca Nam Bộ khá nhiều, và em có thể xin phép được ca một đoạn của một bài hát, câu một ca khúc Sông Quê. Hò ơi, sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chân dài mời khờ thương Liên. Liên có gì muốn gửi đến tất cả quý vị đây không? Em thì cũng có biết hát dân ca Nam Bộ và cũng biết một chút xíu về bolero. Nhưng mà em làm một cái bài bolero cho anh lên. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón nàng đi vào tim tôi. Thí dụ mà giờ Núi Tiếc có được chọn không? Phải một nói mình là... em không chống lại 6 người ở đây em. À, không dám chống đối, nhưng mà thật sự là em muốn vậy nè. Lỡ như mà mốt á, sắp tới có một cái cặp nào mà em bấm trước rồi anh Hưng Núi Tiếc sau khi phát hiện, rồi lỡ anh Hưng bấm sao? Cho nên mình phải chơi công bằng. Nè, để anh nói cho Lê câu, một câu là thôi, Lê phải nhớ nha. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
anh Hưng. Mình đợi người ta hiện hồn ra mà thấy đẹp rồi, hát hay rồi mình mới bấm đợi bấm là không được nha, ngồi xuống đây. Không có. Cái gì vậy trời, cho tao nói chứ. Hồi nãy Minh Vy nói tôi, trời ơi bạn ơi, bạn canh đi nha. Thằng Lê hơi chừng 50 phút nó phải đứng lên liền, nó không thể nào ngồi lâu được. Đó. Dạ. Cái gì? Vì sao? Bởi vì kẹt cái bụng. Trời ơi. Không phải cái bụng không đâu nha, còn nhiều thứ ở trong nữa. Em không có muốn biện hộ, nhưng ai cũng có những nỗi sầu sâu kín riêng tư. Yeah. Vẫn chơi chọc em thôi Quang Lê, em dễ thương lắm. Em không dễ thương là sao anh thương em được? Đúng rồi, thương đi sợ luôn. Thương lắm. Người ta nói là thương nhau lắm thì có cắn nhau đâu. Còn cắn không đau thì sao? Xin chào ra chém. Thôi bây giờ em chọn đi. Bây giờ hỏi, hỏi trên kia kìa, hỏi trên với kia. Với ánh nhìn của Bé Liên, tôi thấy nãy giờ nhìn giáo xanh hoài luôn á. Trời ơi, đang đau lòng. Không có đâu. Lê đang hối tiếc kìa. Thôi kệ nó đi, mình lo chuyện mình đi. Không thôi em nghĩ là em bấm ăn ủi. Bấm ông hồ được phải không? Dạ, em xin bấm ông hồ nha. Cái này nè, nó có lợi lắm nha em. Ba đường nó khác cái hai đường. Mình hot hay không là do ba cái đường này nè. Đó, giống như like mà không có comment. Cái này là la dạo đó em nha. Hiền Thi ơi, Hiền Thi. Hiền Thi ơi. Trương Lan. Hiền Thi. Chàng về rồi đó hả? Ta về rồi nè. Trời ơi, Trương Lan ơi, chàng thôi. Đi đâu dạ? Em ở nhà đợi chàng lâu quá trời luôn á. Lâu đâu không biết à. Thì tao nói với nàng là ta đi vô rừng hái thuốc. Ta đi có chút xíu hả? Chút xíu gì đâu mà dài thăm thẳm luôn à. Dài gì mà dài. Chàng có biết không? Em ngóng trông non đôi cực bông tàn dần dương. Sao dáng ai vẫn còn xa vắng. Ơn, mong người thương. Hiền Thê à, nghe tao nói nè. Hiền Thê. Sao? Ta có cương thân nàng dạng khó đang hoài tay nên mới đi vô rừng sâu thẳm mong cầu mai. Đây là sâm trường sinh nhiều năm, mong Hiền Thê trổ sanh bình an. Chành qua đầy thuốc quý để cho hài nhi ta mang về đây. Hiếp đã nói rồi, Hiếp và con không có sao hết. Mà chàng không có chịu nghe hà. Vô tận rừng sâu săn bắn á, rồi lỡ như có chuyện gì con và Hiếp biết làm sao hả? Thôi được rồi, bây giờ ta hứa với nàng là mai mốt ta không đi nữa, có chịu không nè? Chàng hứa rồi đó nha. Thôi chàng ở đây đi, để Thiếp vào trong dọn cơm cho chàng vừa. Trương Lan, vợ của ngươi là yêu dưỡng tu luyện ngàn năm mới được hình người. Nay cùng ngươi xây duyên vợ chồng. Nếu ngươi không tin, hãy mang pháp bảo này về, ngươi sẽ hiểu tường mọi chuyện. Trương Lan ơi, Thiếp dọn cơm xong rồi nè. Hiền Thê à. Dạ. Nàng để đó đi. Ta có vật này để tặng cho nàng nè. Vật gì vậy chàng? Vật này quý lắm. Trời ơi, bí mật dữ vậy đó hả? Nè Hiền Thê. Chàng để bỏ nó đi nè Trương Lan ơi. Thiếp sợ lắm Trương Lan ơi. Chàng sao vậy? Chàng đem nó đi nè Trương Lan. Chàng đem nó đi đi. Yêu ghét to gan. Dừng lại. Dạ thưa ngài, ngài mới vừa bảo ai là yêu nghiệt? Ngươi chính là Dự Bạch tu luyện ngàn năm trở lại kiếp người, hôm nay đến nhân gian diễu cợt nhân sinh à. Hiền Thê, có đúng
Nàng là dưỡng tinh tu luyện thành người không? Dạ không phải. Không phải gì đâu Trương Lan. Chắc có sự nhầm lẫn gì đâu Trương Lan. Dạ thưa ngài, tôi với ngài đâu có thù có quán gì. Sao ngài lại hãm hại tôi? Không thù không quán. Tại vì loài yêu nghiệt và người không thể sống chung nhau. Ngươi đừng nhiều lời biện bạch, dám diễu cợt nhân gian làm hại đến nhân sinh. Tôi nào phải là yêu, ông đừng nên nói bậy nhờ. Vợ chồng chung sống bao năm, tôi nào có hại đến ai. Ông từ đâu đến nơi này, sao lại chia rẽ chúng tôi? Hiền thê à, sự thật thế nào? Nàng hãy nói rõ ta nghe. Dạ Trương Lan à. Có phải chăng ta đang chìm trong mộng mị, sao lại có chuyện cay ngang? Hiền thê lại chính là dương tinh. Không phải như vậy đâu Trương Lan. Hiền thê, nàng hãy nói cho ta biết, có phải nàng chính là dương tinh không? Chàng không có tinh thí. Chàng không tinh thí. Pháp sư, tại sao? Hiền thê, pháp sư. Thiên nữ. Thiên nữ, hãy cho dương tinh dám hạ xuống trần gian, cùng người trần xe tơ kết tóc, mau quần cốt thú theo ta về non tiên chịu tội. Thiên nữ ơi, tôi tu luyện ngàn năm để trở thành người, là để đáp đền công ơn của Trương Lan. Nếu làm người tôi phụ nghĩa ơn như vậy thì tôi còn tu luyện để làm gì nữa thiên nữ? To gan, người và yêu không thể nào chung sống với nhau, đảo loạn âm dương, mau theo ta về chịu tội. Không, tôi và chàng đã là chồng vợ, sao luật trời lại chia rẽ quyên ương? Phải, cho dù hiện thế có là dưỡng tinh đi nữa thì tôi cũng quyết yêu nàng. Dưỡng tinh chấp mê bất ngộ, dám cãi lại mệnh trời, mau theo ta về lập tức. Hiền thê, nếu như luật trời đã không dung. Hiền thê, không, đứa con của ngươi sinh ra sẽ là yêu quái. Ngươi hãy chọn đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Là loài thú tôi muốn thành nhân đã có công ngàn năm. Vào bóng tối buồn trùng, tôi biết chọn làm sao đây. Khi nghịch cảnh nào đùng, không, dù cho còn một ngày trên dương thế, tôi cũng phải sống cho tròn vì đạo của bản tâm. Con ơi, mẹ mong con sẽ trở thành người, cho dù mẹ phải hưởng quyền kiếp thương. Mẹ chỉ xót xa khi con rời lòng, mẹ phải mang thân gọi cốt sống ở trên đời. Lành thai tình mẫu tử, dưỡng tinh, nếu con ngươi trọn kiếp con người thì hãy mau
quần quốc thú, cùng ta về đón tiếng tu luyện. Trời ơi, còn lại một giây thôi, mẹ xin nhớ lại cho con để con sinh ra là một con người rồi. Dù chỉ được mấy ngàn ngày hạnh phúc, mẹ cũng vui mừng khi trọn kiếp nhân sinh. Quên tiếp đi Trinh Lan. Dưỡng tinh, thời gian đã hết. Đừng mà, đừng nhiều lời. Đừng mau theo ta về non tiên lập tức. Dạ. Bao đưa Dưỡng Tinh về lập tức. Tuân lệnh. Được cảm ơn các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thi cùng với các bạn diễn đã hỗ trợ cho Phương Cẩm Ngọc hoàn tất phần thi của mình một cách xuất sắc. Và cái vai diễn này thật sự hết sức nặng ký, dường như là vắt kiệt sức của em luôn. Và không biết là ban giám khảo sẽ ghi nhận như thế nào. Chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Cô xem một cái trích mà cô cảm giác là hài lòng. Quá thân một cái nhân vật cực kỳ khó mà làm xuất sắc như thế. Cô cho rằng một sự cố gắng hết sức, ca diễn rất là tốt và có sự hỗ trợ chung quanh làm cho một tiết mục hấp dẫn. Chúc mừng con. Đối với Phương Cẩm Ngọc, như vậy là quá sức với em rồi. Vì vai này không phải là dễ diễn. Vai này có rất là nhiều nghệ sĩ đàn chị đã diễn rồi, như chị Quế Trân đứng kế bên em, chị Trinh Trinh, chị Tú Sương, vân vân, chị Thoại Mỹ đã làm những cái vai này qua nhiều hình, qua nhiều vở và qua nhiều hình tượng, ví dụ là cáo nè, dượng nè, hổ nè, và hôm nay em cũng đã dùng hết cái khả năng của mình, và mong rằng nếu như càng bước vào trong hơn nữa, anh mong rằng lực của em phải giữ, và quan trọng hơn nữa là sự sáng tạo của người dàn dựng cho em để làm sao cho em có một vai diễn tốt hơn nữa. Chúc mừng em.
về sức Cẩm Ngọc thì rõ ràng hôm nay thì em diễn rất là tốt. Chị không phải là người chuyên về cải lương, nhưng mà chị rất là thích nghe cải lương và thích xem cải lương. Cho nên là cái đòi hỏi của chị là ở cái phần đầu của em, chị cần ở em một cái sự tương tác nhiều hơn nữa, xuất thần nhiều hơn nữa, cái phần đó thì tiết mục sẽ trọn vẹn hơn. Chúc mừng em. Mười điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho Phương Cẩm Ngọc. Và bây giờ là số điểm của ca sĩ Đông Đào, 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Chính vậy, 6 điểm xin được chúc mừng. Chị Ngọc, cô tới hả? Cô có gì vậy? Hình của chị đó em. Hôm nay chị đi hát ha, được cái chú kia chú chụp tặng cho chị đó, đẹp không? Trời ơi, thích quá à. Đẹp thiệt. Ôi ôi, chị Ngọc, sao chị dám đi show vậy? Cô nói là khi nào tốt nghiệp mới được đi show mà chị. Thì hai đứa không nói ai biết. Đúng rồi, chị làm gì là không được đâu. Học chưa xong mà đi hát show hả, là hư nghề đó. Thì chị đi hát á, được nhiều show cái người ta tặng cho chị á. Tặng là của chị chứ. Hậu à, em làm như vậy là không được. Chị Ngọc hát hay, chị Ngọc đi show là chuyện bình thường. Bỏ tánh nè, tánh kỳ. Lớp bữa nay sạch đẹp dữ ha. Chị còn khen lớp sạch nữa. Cô phân công cho chị là hôm nay đến trực lớp. Chị đến trễ mà còn khen lớp sạch nữa. Đúng rồi chị Ngọc, chị quá sai. Còn là em, chị để nó đi. Chị làm gì vậy, chị để nó. Hậu, sao kỳ vậy, em không nhớ. Muốn làm nghệ sĩ đầu tiên là phải gì? Chịu thương, chịu khó, đúng không? Em nói đúng không? Đóng rác ngoài kia. Chịu thương, chịu khó. Để em, đây, Hậu. Vậy em nhìn đi, chị nè, bắt đầu là chị chịu thương, chịu khó nè, đúng không? Em chịu thương, chịu khó. Dạ. Bỏ tính đó nghe Hậu. Thấy cái tướng không? Không hiểu, cô nhận nó vô làm cái gì, tướng tá thì. Trời ơi. Mà được con cái, chị ham học lắm đó chị. Chị ơi, hôm qua cô có dạy bài hát á mà nó khó quá à. Trong lớp chỉ có một mình chị hát được à. Nói á thì á, em giận em buồn. Chứ có bao giờ mà em thấy á, cô mà giao vai diễn nào cho tụi em không? Để đi show hát á, có bao giờ mà cô kèm tụi em theo không? Chỉ có chị á mới được ưu tiên. Vì chị á là truyền nhân của cô. Truyền nhân nó khác, còn học trò bình thường nó khác em ơi. Con tới lớp rồi. Dạ cô. Em chào cô. Chào các em. Dạ, dạ cô. Đây, nè, cầm nè. Dạ. Em đó, của chị nè. Cô ơi, bây giờ tụi em diễn thử cho cô xem nha. Khoan đã em. Sao cô? Chị Ngọc, em nói chị nghe này nè. Nói nhỏ chị nghe thôi, chứ cái nghề này nó ngộ lắm chị. Dài tới, đỡ không nổi. Thưa cô em vô, em thay được. Cô làm vậy là sao cô? Cái diễn chính đó là của em mà. Sao cô giao cho Trâm vậy? Rồi em diễn, chả thứ em không chịu đâu. Ngọc nè, em học hỏi ở cô đủ thứ. Nhưng em nghĩ đi, tính cách của cô là như vậy sao? Cô đã dạy em rất nhiều. Nếu là một truyền nhân thì bài học đầu tiên không phải cho em tài sắc vẹn toàn, mà phải ghi tâm luôn khắc ghi trong lòng.
em sẽ là người của công chúng trong tương lai. Nhưng đều nghĩ quay làm sai, khán giả sẽ nhìn vào, sẽ bất dần những yêu thương. Em nghĩ khi mình tài giỏi hơn người nhà thì phải tự hào chính bản thân. Em đâu biết đó là những sai lầm lớn. Rằng em ghi nhận, kẻo mai sau vui hận muộn màng. Tài đức phải vẹn toàn, mới xứng đáng là truyền nhân. Tài đức phải vẹn toàn. Cô ơi, em đã hiểu rồi, em cảm ơn cô. Em hãy nhớ lời cô dạy. Em không có vai diễn nào nhỏ, chỉ có nghệ sĩ tự làm nhỏ cho mình. Rồi cô ơi, cô ơi, cô ơi, giờ em đã hiểu những lời dạy của cô, thì cô ra đi bài không về, nhưng ân tình em mãi không. Từng lời dạy bảo, từng bước chân dìu dắt, cho em tránh khỏi con đường lầm lạc chung quanh. Em vẫn nhớ những lời cô dạy, trong trang phục cô trao cho những điều cô dạy bảo. Em nguyện trong tim luôn truyền nhân dưới tâm đức làm đầu. Hôm nay thắp đèn nhang lòng về thăm chốn cũ, tôi dòng lệ rơi. Cô đi về với mây trời, lòng còn dương nắng một đời nhà tơ. Thôi, cô á ra đi nhưng lòng rất là vui. Chị nhìn đi, bây giờ nè, chị cũng đã nối nghiệp theo cô, đóng được đào chánh. Còn em đóng đào hề. Còn em là đào võ đó chị.
Trâm, dạ. Hậu, chúng ta sẽ không bao giờ phụ lòng cô mong đợi và sẽ là truyền nhân của lòng cô. Dạ, dạ. Khi anh xem cái tiết mục của em, anh lại nhớ ngày xưa anh học thầy Má Bảy Phùng Há. Khi mà anh ra trường, cái bài mà tốt nghiệp của anh và được biểu diễn tại sân khấu Hòa Quê, đó là vở Nàng Tiên Mẫu Đơn. Khi mà Má Bảy Phùng Há giao cho anh cái gia đồng, anh buồn mấy ngày liên tiếp. Anh nói rằng anh học 4 năm ra trường là anh muốn hát cấp chánh để cho ba mẹ anh xem, để cho bạn bè anh xem, chứ không phải là anh ra trường để anh hát dây hề. Nhưng mà Má Bảy Phùng Há nói rằng: con ơi, hãy nhận vai này và hãy tìm tòi sáng tạo. Mình diễn làm sao cho khán giả thấy rằng từ vai nhỏ đó nó trở thành một vai lớn. Và cũng chính từ cái vai gia đồng đó mà khán giả đã biết tên Kim Tử Long. Phương Công Ngọc vẫn là một giọng hát tốt, giọng hát đầy nội lực. Còn mặt giải trí, tiết mục này thì anh thấy nó vẫn còn thiếu. Nếu chúng ta đẩy cao trào, tạo tình huống, giải trí nhiều hơn nữa thì chắc chắn tiết mục này sẽ hoàn chỉnh và sẽ hay hơn rất nhiều. Thực ra là những cái điều mà anh nói là hoàn toàn chính xác hết. Cái hấp dẫn ở đây là sao? Tại sao bạn không chiếm cái tính cách của cái bạn mà đóng hề á? Tôi nghĩ nếu mà bạn làm như vậy thì nó sẽ hấp dẫn cho cái vai diễn của bạn và hấp dẫn cho cái trích đoạn này hơn, đúng không? Em có giọng hát rất là tốt, rất là hay, và chị là cái người yêu mến cải lương cho nên chị ngồi chị say mê chị nghe. Ở trong cái kịch bản này chúng ta thiếu là thiếu cái cao trào thôi, em bị hơi lu mờ trong kịch bản, thì chị cũng xin chúc mừng em và xin nhắc nhở em những điều đó. Xin được cảm ơn ca sĩ Đông Đào. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Phương Cẩm Ngọc. 9,5 điểm. Xin mời ca sĩ Đông Đào. 9,5. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ở cuối chương trình. Còn bây giờ là thời gian của các khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. 9,4 điểm. Lê Hồng Vân. Ê. Nè nè nè. Cái chỗ đây chỗ người ta bán xong nước, mình bán uống, mình tuốt ra sân banh mình bán. Đi vô. Đi lên xuống cái banh tao bác. Ê Tèo, tao đang bán trái cây mày lại đây mày phá làm sao mày hả? Tao nói thiệt với mày, ở cái xứ này cái người mà xét ra bán ế nhất là mày. Nè. Gì? Ánh mắt tỏ ra ngây thơ thẹn thùng hả? Thẹn thùng cái gì? Đừng nghĩ là tao không biết nha. Dạ, biết gì? Mày thích con xiên con bà bảy chứ gì? Tầm bái. Mày khùng quá, tao nghĩ sao thích con xiên. Gì vậy? Gì vậy? Gì bối rối rồi núp đúp đâu? Đi lên đây, xuống đây. Làm gì? Xuống đây. Nghe tao nói à. Trong cái xóm này mày thích ai cũng được, dẹt con xiên ra. Thiệt. Ngày xưa ở trong cái xóm này từ cái thổi mà Nhi Đồng á mới nhú lên thanh thiếu niên á, tao là cái đứa đầu tiên trong cái xóm này thích con xiên. Trời đất ơi, ngày tốt nghiệp trung học phổ thông chưa lãnh tấm bằng, tôi về tao hốt mẹ tao qua hỏi chú con xiên liền. Tao vừa mới bước tới cửa nhà đó thôi, tao mới kêu xiên ơi. Bà bảy bà bước ra, tao bỏ mẹ tao chạy về luôn. Trời ơi, sao kỳ vậy? Tự nhiên bước ra mày chạy vậy? Tao nói bà bảy như một con sư tử Hà Đông. Mày đừng bao giờ đụng tới con xiên. Nói tới ngày xưa mà tao mà muốn cưới tao cưới con xiên, là tao đời tao cưới vợ tao đi. Bộ hối hận lắm hả? Vậy chị giá đi gì ghê vậy? Minh. Ủa, không làm cái gì ở đây? Ai đây? Vợ mới cưới của tao. Sao nãy tao nhớ mày nói mày muốn cưới xuyên mà. Gì? Ê, mình ơi, xin lỗi. Tôi không có làm gì ông hết. Dẹp á. Về bán thịt heo đi đâu vậy? Qua nhà mà bảy kiếm con xiên tôi bỏ nó ra. Trời xin ơi. Anh ôm ai vậy? Ôi vợ tẹo mà. Vợ bạn mà anh dám ôm luôn hả? Nó đòi chém em, cái anh mới bảo vệ cho em mà. Anh bảo vệ em thì em đánh anh là sao không hiểu gì trơn vậy? Ủa không có, cái này em đánh lộn. Đau chết luôn vậy. Đau lắm hả? Chết, chào, quên.
gì vậy? Em ra đây rồi, má em đâu? Má ngủ rồi. Ngủ rồi. Em mua thuốc ngủ cho má ngủ rồi. À, trời. Nhưng mà má em có cái tật á, trước khi ngủ không có uống thuốc. Chết rồi, kiếm chỗ trốn. Hả? Đi đâu vậy? Kiếm chỗ trốn như nào mà trời chết. Ơi, má ngủ rồi, anh đừng có lo, không có sao đâu. Trời ơi, hồi nãy kia làm cái mệt quá trời, em vô. À, anh thôi, sao tự nhiên hôm nay thấy tai của em mịn quá trời. Ôi, không những em tay mịn màng mà em còn dễ thương nữa. Anh thích lắm luôn á, anh yêu á, là mỗi khi em đánh anh như vậy đó. Đau quá. Đau hả? Ủa, ai đau. Biết anh nói là đúng. Anh yêu em những lúc em đánh anh vậy, có đúng đau rồi. Không? Hả? Hả? Xuyên à? Gì? Em có thấy giữa trưa mà mình ngồi, mình nằm đây, mình ngắm mặt trăng thiệt là đẹp không? Ủa? Chưa làm gì có mặt trăng đây, mặt trời mà. Ờ, quên nữa. Vì mặt trời đang nằm cạnh anh nè. Trời. Hay không em? Kỳ quá à. Không chơi với anh nữa đâu. Xuyên à. Xuyên à, để anh. Thôi nha, không có chồng em nha, đừng có giết em nha. Để anh với Xuyên. Xuyên à. Xuyên à, trời ơi, Xuyên ơi, trời ơi, anh đi Xuyên. Anh ơi. À, trời ơi. Ủa, hả? Má, để từ từ má sắp lại cái ruột non. Mày đỡ tao vậy? Dạ, dạ. Má sao không má? Nhớ tao má mày hả? Dạ, một bên coi. Dạ. Hỡi nam kình ngư nguyện văn lưới, nếu mà lặn ở dưới được á, coi như vài năm bữa thì lặn, chứ tôi là tôi đứng đây một tháng tôi đợi cậu đó má. Hả? Trời ơi, ướt hết trơn rồi. Trời ơi, lùi con lùi cháu bà lùi, gia đình không có đường lui á. Dạ dạ vậy thì lần đầu tiên gặp bác, mặt bác, con cũng xin phép bác con về. Dạ. Anh lùi vậy sao vậy? Thì về thôi chứ giờ mẹ em ra đây rồi chết anh luôn đó, đúng không? Ủa? anh sợ má em lắm. Thôi. Không được đâu, không có được nhiều, con xin qua đây coi. Dạ. Hai đứa yêu nhau phải không? Không. Dạ. Gì vậy? Nói gì vậy? Im lặng, im lặng. Trả lời bác một lần nữa, con có yêu con gái bác không? Dạ có. Thiệt tình luôn á. Anh trả lời lại một lần nữa, bây giờ không yêu đúng không? Trời ơi, đầu hẻm mà chia sẻ hơi túa xuống quá trời đông kiếm bà kìa. Người ta nói là người ta xuống cưới mày đó Xuyên. Kỳ á. Kỳ vậy? Thì tôi gả con gái tôi lên Sài Gòn chứ kỳ vậy. Ủa má, sao má gả con lên Sài Gòn mà má không nói con hay vậy? Bác ơi, con với Xuyên đã yêu nhau lâu lắm rồi. Rồi sao? Hả? Ba có gửi thiệp mời nhớ đưa con nghe. Ủa, trời ơi, con có hàng chưa kìa. Anh nói, anh nói gì kỳ vậy? Kìa, 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 kìa. Nếu mà có làm đám hỏi gì em mua trái cây ủng hộ con nghe. Trời ơi, anh nói nghe, 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 anh nói. Xuyên, không được đâu Xuyên ơi. Bác ơi, con với Xuyên đã quen nhau lâu lắm rồi. Nói thiệt với bác, tụi con yêu nhau nhiều lắm. Bác ơi, bác gả Xuyên cho con đi. Con biết là con nghèo, nhưng mà bây giờ con sẽ cố gắng, con thiệt là giỏi hơn. Và con sẽ lo được cho Xuyên mà. Con xin bác á, bác gả Xuyên cho con đi bác à. Đau, 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 tao đẻ mà mày giết nó chết đó. Buông ra giùm. Không được đâu bác. Xuyên ơi, em đừng có lên trển lấy người ta mà, anh xin em đó. Lấy đừng ai, lấy trảnh. Ai, lấy ai, có giọng đâu lấy. Chứ vậy nữa, xe người ta đón đẩy hết trơn rồi, không lấy thì chết. Đâu có chiếc xe nào đâu. Vậy anh lui, anh nói với anh nói lại lần nữa đi. Anh có thương em không? Thương. Anh thương em. Má ơi, anh lui anh chịu nói là anh thương con rồi kìa má. Má có nghe không? Nghe, tôi nghe đây, đứng đây mà không nghe sao được. Tôi nói thiệt với cậu nghe, tôi đợi cái câu nói này của cậu biết bao nhiêu lâu cậu biết không hả? 2 năm trời cậu quen con gái người ta, chớ hề bước qua nhà thưa với tôi
một tiếng. Dạ con sợ. Sợ cái gì? Con sợ bắt chơi con nghèo. Không qua sao biết mà sợ hả? Đó con gái người ta, cuộc đời con gái người ta chỉ trông là lấy được cái người chồng bản lĩnh, miễn sao cậu chí thú làm ăn, cậu lo cho con gái tôi đàng hoàng là được. Dạ. Dạ thôi, tóm lại là bài cái trò để thử coi là có thương xuyên thời không. Chứ không làm gì chắc gì nó nói nữa nè. Hứa gì với tôi có nhớ không? Dạ nhớ. Con hứa là con sẽ thương xuyên. Thương rồi sao? Con sẽ yêu xuyên. Yêu rồi sao? Con sao? Sao? Con sẽ cưới xuyên. Cưới thì cưới. Dạ. Cậu đợi mày có nhiều nữa đó. Dạ. Trời đất ơi. Trời ơi, con đợi con đi vô. Cái tiểu phẩm của con thì nó nhẹ nhàng, nó cũng có những cái tình huống hài bất ngờ. Nhưng mà giá như con gia công thêm, thí dụ cụ thể như cái chuyện mà hai đứa rượt đuổi nhau chui qua cái bụi rơm thì lòi ra không phải là cô gái mà là bà mẹ đó. Giá như con duyên dáng hơn chút xíu nữa thì tiếng cười nó sẽ nhiều hơn. Hy vọng rằng nếu mà con có vô vòng sau thì con sẽ làm ấn tượng hơn. Thực sự mà nói cái nhân vật này nó rất là duyên, nhưng mà con chưa lột tả được cái đó. Chắc có lẽ là vì con chưa có nghiên cứu sâu về hài. Chú khuyên con hãy làm theo cái những cái mà con đang có. Cái tiết mục của em thì thực ra xem thì nó rất là dễ thương, khá là tròn trịa. Nhưng mà không khéo, nếu mà trong cái tiết mục của em hôm nay là những cái bạn diễn là lấn lướt hơn em đó. À, hôm nay cũng là một cái để mà em rút cái kinh nghiệm và đầu tư hơn về cái vai diễn có nội tâm cảm xúc, thì nó sẽ đẩy mạnh cái hình ảnh của em lên. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Nhất Duy. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,5 điểm. Xin mời nghệ sĩ Trung Dân. 9,25. Bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Nhất Duy. Xin mời quý vị. Chín phẩy bốn điểm. Chúc mừng bạn. Chú, thằng tối nay thấy ổn không chú? Ổn. Thằng con thấy tuần tối nay vũ đạo nhiều lắm mà chú ơi. Không có sợ đâu cháu ơi. Cái tuần này chú Long hát lâu rồi. Tuần ruột của chú mà. Trời ơi chú ơi, tuần ruột nhưng mà 40 năm về trước kìa. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 73. Thấy không, con sợ tối nay tuần này chú mệt chú gì chứ. Không có đâu ba à, con thấy là anh Hùng Mạnh nói đúng đó ba. Sao? Bây giờ ba lớn tuổi rồi, thôi ba ở nhà ba nghỉ đi chứ ba đừng đi hát nữa. Trời ơi con nói vậy mà sao nghe được hả bé Đào. Con yên tâm đi, cái xuất hát này á coi như là cái xuất hát kỷ niệm những đồng nghiệp cùng thời với ba đó. Ba nói cho con nghe nè. Dạ. Thôi con còn nhỏ xíu á, con đi theo ba lưu diễn cùng trời cuối đất hết trơn á. Con nói gì con nhớ không? Hả? Dạ, con nhớ chứ. Gái của bà thấy bà hát làm sao? Hay không? Ba hát hay lắm. Con thích coi ba hát lắm. Ba mặc đồ đẹp, thiệt là đẹp nè. Con muốn đi coi ba hát hoài luôn. Rồi lỡ ba bệnh làm sao? Thì con đi mua thuốc cho ba uống. Rồi con chăm sóc cho ba hết bệnh. Rồi ba hát cho con coi hoài luôn. Bà hứa với con, ba sẽ hát hoài, ba mặc đồ đẹp để cho con coi nữa. Bây giờ cục vàng của ba đi vô ngủ nghe. Dạ. Cái đêm hát này là đêm hát cuối cùng của đời ba. Ba có gục ngã chết trên sân khấu thì ba cũng vui lòng mãn nguyện. Xe đò xuôi khắp miền đất nước, con theo cha già trôi nổi nghiệp cầm ca. Gian nan nghèo lắm nhưng vui, tiếng hát cùng đàn cha trao con ước mơ.
sân khấu đêm nào diễn tuồng xưa tích cũ, cha đóng ông quan lòng lầy quy nghi, mang nhung khép lại về đời, cơm áo gạo tiền cha quằn nặng đôi vai. Tâm nhà tầm quân quýt, sân khấu giờ là cả tương lai. Vào khai mở thành môn để ta tiếp kinh bờ đồ khó thối. Tuổi Trần Kiệt hoàng tướng giặc cho mặt lễ phục suy xoan quỳ trước thành môn rộng mở, để đón rước quân xâm lăng rần rộ tiếng vô thành. Một phần trương mau của nôn sông cha ban đè sao đành, triều thần cùng toàn dân quyết chiến, cha lại cúi đầu hàng phục quân nguyên. Cha không kể về danh dự tổ tiên, cha không nhớ đến dòng máu hoàng gia trong huyết hoàng. Cha hành động năm nỗi thế này là để cho thế gian mai miễn ngàn đời. Di cương không dám cãi lời cha. Cha con thà chết chứ không đầu hàng quốc dân. Cha di cương. Trời chú ơi, chú có sao không? Ba có sao không vậy ba? Thấy chưa, con nói rồi mà bà cứ cãi con hoài à. Không có cái gì hết trơn. Ngồi đây. Cái gì đâu mà quýnh lên vậy? Được không vậy? Trời ơi. Sợ quá sao hết trơn á. Con thấy ta thấy không? Mà ba hứa với con là ba sẽ hát. Hát hoài, ba bận đồ đẹp, ba làm dụng thiệt cho con coi. Thì bây giờ ba làm vậy là ba mãn nguyện rồi. Ráng nghe lời ba, cố gắng lên nghe con gái cưng. Dạ. Tâm nhà ta cũng thương cũng nhớ, cha trọn cuộc đời nuôi nghiệp cầm ca, con theo cha dương tơ tầm quân quýt, sân khấu giờ là cả tương lai. Trên chiếc xe đò xuôi khắp miền đất nước, cha theo con mình nuôi lấy nghiệp cầm ca, thương cha tầm dần dương tơ gắng sức dần đời trên sân khấu đêm đêm. Nước mắt rơi nhìn cha con khẽ nói, cha ơi ký tâm cực lắm nhưng con yêu, duyên tơ tầm cha sẽ con nuôi, nguyện trọn đời không phụ nghiệp cầm ca. Duyên tơ tầm cha sẽ con nuôi, nguyện trọn đời không phụ nghiệp cầm ca. Đã mang lấy kiếp con tầm, không dương tơ nữa cũng nằm trong tơ. Đào, hôm nay em đã làm một cái tiết mục mang một cái chủ đề rất lớn cho chương trình Sao Nó Ngôi. Em đã làm tốt bài hát này. Em ca thì thật sự mà nói, trong cái bài hát này á, nó không phải là một cái bài hát để tôn vinh giọng hát của em. Nhưng đây là một cái bài nó làm cho người nghe
vô cùng cảm xúc. Và hôm nay tiết mục của em đã chỉnh chu, nhẹ nhàng, mang mát, nhưng đã đem đến cho mọi người một cái cảm xúc rất là lớn, hoàn toàn chinh phục được cảm xúc của chị Mỹ. Và cảm ơn nhiều hơn nữa là cảm ơn anh Trương Hoàng Long đã truyền lửa cho con gái mình. Chương trình Sao Nói Ngôi sở dĩ mà được nhiều người yêu mến á, người ta xem được cái tình yêu thương con của những nghệ sĩ. Và hôm nay là chú thấy được cái điều đó. Suốt cái mùa này con phải làm sao để cho mỗi tập là một cái món quà con tặng cho ba con. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Trương Anh Đào. 9,75. 9,75. Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trương Anh Đào. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Trương Anh Đào là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. 18 19 20. Ngoại ngoại, đủ gói xôi rồi nè ngoại. Ồ, ăn gian ngoại rồi. 25 cộng tóc mới đủ tiền mua một gói xôi. Nhưng mà con ăn gói xôi nhỏ chứ bộ. Tính toán như ngoài quá đi thôi à. Lớn mà còn nhũng nhẽo. Ngoại ơi, hồi nãy nhổ tóc bạc cho ngoại á, bây giờ con buồn ngủ à. Hay là ngoại hát ru cho con ngủ đi. Thôi để ngoại ru nha. Ngoại ơi, nhưng mà tại sao mình phải học hát ru vậy ngoại? Là bởi vì ngày xưa mẹ con đã sống trong vòng tay của bà ngoại bằng những lời hát ru. Mà những lời hát ru tha thiết như vậy, nếu mà mai sau con lớn lên, con làm mẹ, con phải biết hát ru chứ. Thôi, lớn lên con sẽ học làm ca sĩ. Con sẽ hát dân ca chứ không có hát ru đâu. Ồ, những lời dân ca là những lời hát ru tha thiết và đầm ấm và bình dị. Những câu thơ dễ thương mà con phải nhớ trong đời. À, con hiểu rồi. Vậy bây giờ ngoại dạy cho con hát ru đi ngoại. Ừ, rồi. Ồ, bên ngoài gió thổi nam non, ồ con đã say ngủ, ồ con đã say ngủ. Mẹ con ru con, ồ lời
thì thành sông thấm chung một dòng. Yêu bầy trẻ ngoan, mẹ dù con ngủ say mộng vàng. Mẹ dù con ngủ say mộng vàng. Chú mẹ hát chú mời, chú mẹ hát chú, chú mẹ hát chú mời, chú mẹ hát chú. Bên ngoài gió thổi nam non, con đã say giấc. Con đã say giấc, mẹ còn hát ru. Đêm về gió ru hơi, nghe lời hát ru. Xưa mẹ hát ru rằng những khổ đau cứu mang mẹ. Bài hát Lời Mẹ Ru rõ ràng là bức tranh, nó mãn nhãn. Cái tổng thể về tiết mục thì rất là đẹp. Còn về cái hát thì mỗi một người có một cái sở trường, mỗi một người có một cái chất giọng. Riêng anh Đào thì có một chất giọng khá là ngọt về nhà quê hương. Cái đầu tiên hình ảnh đó, đó là một cái điểm nhấn để tạo cho cái bài hát này một sự xúc động. Đó là điểm nhấn của bà và cháu để đưa vào cái giai, cái ca khúc của bạn. Điểm nhấn thứ nhì là ba cái em bé đứng đằng trước để đồ theo bạn, nó tạo cho người xem một cảm giác là vừa được xem và vừa được nghe. Anh mong rằng những tập sau nữa chúng ta có một vũ đoàn như thế thì chúng ta phải cùng hòa quyện vào với vũ đoàn. Em có hồn và có lời ca,
nhưng anh muốn em hòa quyện cùng với các động tác nữa thì tiết mục này nó sẽ càng hấp dẫn hơn nữa. Chúc mừng em. 9,75. 9,75. Còn bây giờ là số điểm từ phía khán giả dành cho Trương Anh Đào. 9,6 điểm, xin được chúc mừng. Thiếm sáu. Dạ. Xong xuôi hết chưa? Dạ xong hết rồi anh Bảy. Xong hết rồi phải không? Dạ. Trời đất ơi mấy đứa, lẻ lẻ tay lên mấy con. Trời ơi thanh niên gì đâu mà chậm lục, đem mấy cái vali của cô dâu xuống đò. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm nha con. Anh Bảy à, cũng cảm ơn anh với mấy đứa nhỏ qua đây phụ giúp một tay. Chứ nhà chỉ có hai mẹ con à, đơn chiếc quá. Trời ơi xóm giềng với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau mà thiếm nói ơn nghĩa vậy à, nghe sao phải. Ủa thiếm sao? Dạ. Bữa nay là ngày vui mà sao tôi thấy thiếm có bộ không được vui. Hiểu. Bữa nay là gã con hoài đi xa. Dạ. Cho nên trong lòng thiếm ngại phải không? Dạ. Ngại là ngăn sông cách chợ, con mình nó lâu về thăm mình với lại thăm nhà, đúng chưa? Dạ. Đừng có lo mấy cái chuyện đó. Tao nói lá rụng thì phải về cội, trước hay sau gì con hoài nó cũng về nó thăm thiếm thôi. Dạ biết là ngăn sông cách chợ, nhưng mà gả con vô có chỗ sung sướng á, thì làm cha làm mẹ mình cũng mừng lắm anh Bảy à. Đó, ai mà có con gả chỗ sung sướng mà không mừng. Dạ. Nhưng mà vui thì cũng phải có một thoáng buồn. Dạ. Buồn là sao? Là vì bữa nay mình gả con mình đi xa. Dạ. Trong cái buồn cũng phải có một thoáng vui. Dạ. Vui là gì? Hôm nay là đám cưới của con gái của mình. Dạ. Nói chung lại là bữa nay trong lòng của thím vui buồn lẫn lộn. Dạ, dạ. Thôi để tôi vô tôi đốc thúc mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị. Giờ đưa dâu cũng sắp đến rồi. Dạ. Nghe không? Dạ. Thím sao? Dạ gì anh Bảy? Nhớ. Buồn. Dạ. Là vì mình gả con gái mình đi xa. Dạ. Thím sao? Dạ gì nữa anh Bảy? Nhưng buồn thì cũng phải có một chút xíu vui. Dạ. Là vì hôm nay ngày đám cưới của con gái của mình. Dạ dạ. Thím sao? Dạ em biết rồi anh Bảy à. Nói tóm lại là có vui có buồn đúng không anh? Tôi cũng định nói cái đó đó. Ra bờ sông vắng thấy con chuồn chuồn bay về, chuồn chuồn đưa tình bao mai này về chốn xưa. Con chuồn chuồn bay về quay lại bờ bến xưa. Ngày xưa khi con gái ước mơ được cùng theo người, giờ đành ôm mong nhớ thương mẹ già xứ xa. Đời mình
tình con gái, con như mẹ trách thì trách ai. Ra đón em màu thời gian bạc trên tóc xanh, khóc cho nhiều để rồi như không, nhớ thương hoài bóng mẹ bên sông. Chúc trầu cao giờ thì đã heo, duyên tơ tầm suốt đời mang theo. Nỗi buồn mẹ tôi
chiều chiều lặng im không hót trên cây, nỗi đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Hoài ơi! Chúc mừng em đã xong một cái phần dự thi của mình. Về tổng thể tiết mục á thì nhìn rất là xúc động, nó chạm vào trái tim của người xem. Giọng hát anh Đào hôm nay cũng bắt đầu, chị nghe chị cảm nhận là nó có một cái chiều sâu rất là tốt. Hát nhạc quê hương thì cần ở những cái tố chất đó, và anh Đào hôm nay cũng làm rất là xuất sắc với cái vai của bà mẹ của mình. Ở đây em đạt được cái điểm là diễn cho người ta thấy được em muốn nói gì và cốt truyện này nó muốn nói gì, có cảm xúc, đó là cái điều mà đã đạt được điểm cao rồi đó. Nói chung cái tổng thể là người ta dễ hiểu, mà dễ hiểu là được rồi, chứ đừng có làm cao xa quá mà người ta không hiểu thì cũng không được. Chỉ có một vài chỗ chị nghĩ rằng là nếu như em có kết hợp tương tác với lại những cái bạn diễn, hoặc là cái đoạn chuyển giữa cái bài 1 qua bài 2 đó, giữa cái bài Tơ Tầm qua bài Gió Bất đó, thì có một hơi, có một cái đoạn chuyển đó nó mình cảm thấy nó hơi bị thiếu thiếu một cái gì đó, tại vì cái nhạc dạo nó hơi dài. Đông Đào nói là cái đoạn thay áo đó, đúng, bản thân tôi cũng thấy rằng rõ ràng con đứng con chờ để ca là mất đi một cái tâm lý của người mẹ đang trong con, thay vì con cuốn theo mình đi theo mình ngóng con rồi gió bất rồi cái gì đó trong đợi của người mẹ thì nó tròn vẹn hơn về kịch bản nha con. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời nhận xét góp ý của ban giám khảo. 9,75. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Và xin được giữ lại điểm số của đạo diễn nghệ sĩ Kim Phương. Còn bây giờ là thời gian của giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Trương Anh Đào. Chín phẩy sáu điểm. Chúc mừng Anh Đào. Cần một lời nói mà cái câu chuyện và cái hành động diễn để cho người xem hiểu được câu chuyện, cái điều đó rất là khó. Khó trong cái diễn bình thường là đã khó rồi, mà khó trong một cái diễn mà có kết hợp với xiếc á càng khó hơn nữa.
Còn về cái sự kết hợp với lại những bạn diễn thì hôm nay hình như nó có vấn đề tí xíu đúng không? Chị sợ nó bị cắt cái bạch cảm xúc thôi. Chứ ngày hôm nay cái phần trên không của em quá tuyệt vời, chúc mừng em. Thực ra thì cái bộ môn xiếc á, nó rất khó đối với người diễn viên xiếc. Nhưng mà phải khen là hôm nay, tức là xiếc của Việt Nam có phát triển. Tức là dùng kịch bản để nói lên cái xiếc. Những cái mục sao ráng tìm những cái gì hay nhất làm. Có những cái tiết mục rất là hấp dẫn và rất là hay. Như vừa rồi là tập 7. Trịnh Thắng cũng đã làm rất tốt trong cái bộ môn xiếc và quán đổi nó trở thành ra là múa đương đại. Nó kết hợp với xiếc luôn. Nhưng nó nằm ở trong một cái kịch bản rất là hoàn hảo. Nhưng với lại cái tiết mục ngày hôm nay thì nó không có chặt. Chứ còn hôm nay thì với một cái tiết mục xiếc riêng biệt của em, đu dây thì em làm rất tốt. Nhưng để đánh giá chung tổng thể của một tiết mục thì nó là hơi bị lỏng cộng. 9,5. Xin mời đạo diễn nghệ sĩ Bạch Long. 9,25. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Trịnh Thắng. Điểm. Hay. Mình, em đã dặn mình bao nhiêu lần rồi, ăn cơm xong là mình phải rửa tay. Mình bịt mắt em nghe mùi á. Em đùa đó. Mình bịt mắt em lại đi, tay của mình đâu có mùi gì đâu. Thôi, bây giờ không có bịt mắt nữa đâu. Thầy bây à? Giờ mình nhắm mắt lại đi. Chi hả mình? Thì mình nhắm mắt lại đi. Chừng nào tôi đếm 1 tới 3 mới được mở mắt ra nghe không? Dạ. Rồi bây giờ mình đứng lên. Gì vậy mình? Nè, đưa hai tay lên. Trời đất ơi. Đưa hai tay lên. Đó, 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 đó. À, mình ơi. Dạ. Nếu như mình thương tôi, mình giúp cho tôi một chuyện nha. Mình muốn em làm gì, mình nói đi, em làm cho mình. Qua nhà ông Phủ. Dạ, khi nào vậy mình? Tối nay. Sao được mình? Bây giờ là giờ ngủ, ông Phủ ông cũng ngủ. Với lại vợ chồng mình cũng phải đi ngủ mà. Ngủ đi rồi sáng ngày mai vợ chồng mình đi nha. Không, chỉ một mình đi thôi. Mình à, mình biết sao không? Lâu nay á là tôi có qua lại với ông Phủ. Lúc đầu ông nói thì tôi không có nhận lời. Nhưng cái ông nói tại vì ông bị bệnh nan y, không biết sống nay chết mai, thấy ông tội quá cho nên tôi mới nhận lời. Mình cứ qua với ông Phủ đi. Xong việc rồi á, sáng mai tôi qua tôi đón mình. Mình nói vậy sao được mình? Sao lại không được? Mình là gái đã có chồng thì mình có mất mát cái gì đâu, đúng không? Chỉ có tôi mới là người mất mát nè, tôi mới là người chịu nhục nè. Mà còn mình có chồng rồi, mình có mất mát cái gì? Mình nói gì à? Tôi chịu được, mình yên tâm đi, tôi chấp nhận được, tôi chấp nhận được. Mình... Ôi mình ơi, mình ơi, mình ơi, em xin lỗi, mình ơi, em không cố. Mình đánh tôi. Tại sao vậy hả? Tại sao cái lúc mà mình hứa mình lấy em về mình không cờ bạc nữa, tại sao bây giờ mình cờ bạc để phải đi tù hả? Anh hứa với mình là sau khi lấy mình về rồi anh không còn cờ bạc rượu chè nữa. Nhưng mà cái này nó còn lớn hơn như vậy nữa mình ơi. Hả? Tôi giết người. Hay là mình đi đầu thú đi mình. Khốn nạn. Mình ơi. Mình. Có phải mình nói là mình
Mình thương tôi lắm đúng không? Em có thương mình. Mình sẵn sàng làm tất cả vì tôi đúng không? Dạ. Vậy thì tại sao mình không cứu tôi? Mình làm được. Mình làm được. Mình ơi, em mình làm được. Mình phải qua nhà ông phụ. Mình phải qua nhà ông phụ. Mình ơi, sao em? Mình phải qua nhà ông phụ. Không, mình ơi, em lại mình ơi. Mình qua nhà ông phụ. Qua nhà ông phụ. Qua nhà ông phụ. Tại sao không qua nhà ông phụ? Tại em là vợ của mình mà. Mình ơi, anh sai rồi. Anh sai rồi mình ơi. Chuyện anh làm thì anh sẵn sàng gánh chịu. Anh không nương lấy đến mọi người. Anh phải đi tù. Anh phải đi tù mình ơi. Mình, em đi. Mình ơi, tóc em rối rồi. Mình chải tóc. Mình ơi, mình ơi, mình đâu rồi? Mình ơi, toàn khác nhau. Anh cần em biến tấu nhiều hơn nữa để em mới thật sự là một Nghinh Lộc trong lòng của anh. Dạ, em cảm ơn anh. Phải nói khen Nghinh Lộc, em diễn rất là căn bản, rất là trường lớp. Mà khi em vào cái nhân vật này thì chị có thấy hơi chút xíu để chị nhắc, để chia sẻ cho em. Tới lúc mà khi mà ông chồng... Mình qua nhà ông phụ giùm tôi đi. Em lại mình... Nếu mình không qua nhà ông phụ thì tôi sẽ ở tù. Thì lúc đó không còn gì để khóc hay là không còn gì để ấy nữa. Chị nghĩ rằng em nên giảm bớt cái bi ai trong đó. Có những cái mình không cần phải căng lên như vậy. Nếu như không tính đến những cái tập trước, chị chỉ xem một tập này thôi, thì chị rất là thích cách diễn của hai người, rất là ăn ý với nhau. Nhưng mà vì cái sự mà ăn ý quá, giống như em đã thuộc bài rồi, cho nên chị thấy rằng cái sự mà thẳng thốt khi mà người chồng nói ở tù đó, em chưa có. Em được ông chồng là cưng yêu như vậy, thì anh bước về nhà trước khi mà mời anh lên giường ngủ này, hai vợ chồng mà hạnh phúc với nhau, thì em nên nũng nịu một chút. Cái sự dễ thương mà yêu kiều mà đáng yêu của một cô vợ ở nhà chờ ông chồng. Như cái từ đầu đến đuôi em nũng nịu gì với lại ông chồng tốt. Nhưng mà đến khi mà ông chồng ông nói là em đi qua đó, em làm quá nhanh. Em chuyển hiểu không? Tấu nhanh. Cái bản lĩnh của em đứng trên sân khấu quá tốt, hình từ cái chỗ đó là em làm bụp liền. Nhưng nếu chỗ đó em bớt cái tự tin đi xuống một tí thì cái người xem á sẽ cảm thấy em khác với cái màu mấy màu quạt trước hơn. Em xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là số điểm được thể hiện từ phía ban giám khảo dành cho Nghinh Lộc. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dạ em cảm ơn. 9,75. Xin mời ca sĩ Ngọc Ánh. Đây. Dạ, 9,75. Còn bây giờ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Nghinh Lộc. Phải 6 điểm, xin được chúc mừng. Nè, dạ. Làm siêng năng kiểu này là tháng này cô tăng lương nha. Nhất là cô luôn rồi, cô tăng lương kìa. Trời trời. Cô Bắc. Dạ. Gì vậy? Đang nói nghe. Lại đây nó nghe. Con kêu ai? Dạ. Ừ. Kêu cô giáo mà kêu cái kiểu đó hả? Dạ. Thì... Chuyện gì? Cô thử con áo dài được không? Cái thằng áo dài của khách sao mà thử được? Tại vì á, bà khách ở nước ngoài mới đặt con Mai. À. Mà con Mai á, con sợ không có vừa. Cái dáng của bà y dáng cô luôn. Cho nên con kêu cô thử. Thôi được rồi, cô thử vừa là vừa đúng không? Dạ đúng rồi. Con thằng này.
Rồi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tụi con chúc mừng sinh nhật cô Phan. Cảm ơn con. Dạ. Mai tao bộ coi. Tao nói cho mày nghe nè Thành, nha, nha. Dạ. Ở đây ở Vĩnh Long này á, cái người mà mai mà giỏi nhất, có kinh nghiệm lâu năm nhất như chú gì nè ha, chưa chắc mai cô mày mặt, huống chi một cái đứa mới vô như con, mới có một năm trời hả. Anh mai toàn là âu phục không à ha, bắt em bận váy bận đàm sao bận được, cho nên á áo dài á Thành nó mai em bận là đúng rồi. Ở đây làm gì vậy hả? Bộ tính à nhịn đói à, mai tới chiều hả gì đi ăn nghỉ ăn trưa đi. Đây 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 Phắng, Phắng sao Phắng nói kỳ vậy? Tự nhiên làm mất mặt anh vậy, dù sao anh cũng là sếp tụi nó. Nè, anh cũng biết là anh có vị trí ở đây mà đúng không? Ừ. Không thích vị trí này nữa thì anh cứ đi đi, có người khác thay thế rồi kìa. Phấn nói giỡn hay nói chơi vậy? Hả? Nói chơi phải không? Nói chơi với anh đúng không? Em nói thiệt. Em á. Ăn cháo lòng anh đi mua nghe. Vậy anh đi mua nghe. Còn mày á, hai tô mua cho nó nữa. Con không ăn quyết. Chưa bố ăn cháu lòng nghe con. Bồi khốn lắm. Dạ. Đây cô biểu, cái áo dài con mai cho cô á, cái chín pen như vậy là đúng rồi ha, không vừa ngay cái thắt lưng. Dạ. Chân nó dài ha, khách dạ. Hàng người ta mới thích. Nhưng mà còn cái cổ nè, con mai á không có kỹ, con cắt giải cũng không đúng cho nên nó bị đục nè. Nè bây giờ cô chỉ con nha. Thành. Ôi ba. Ba. Ây da. Ôi ba. Ba. Ôi ba. 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 Ba mày đó. Đi qua nói chuyện với má mày đi. Đi qua đi. Thì ra con, con là con của má. Má không biết vậy mà cả năm nay con ở với má, hèn chi má cứ ngọn ngọn. Thành ơi, tôi không có một người má như bà. Bà là má của tôi á. Hai mươi mấy năm qua bà làm gì? Bà ở đâu? Tại sao bà không tìm tôi hả? Thành à, má có nỗi khổ của má, con đừng có trách má mà Thành. Nỗi khổ à? Nỗi khổ của bà là mê tiền, bà ham danh vọng, bà ham địa vị, bà tân sang đạp đổ tất cả. Không, Thành ơi, má không có phải là người như vậy. À, ông, tôi sai. Tôi xin lỗi. Má. Em lại anh đừng đánh em mà, trời ơi. Mày đừng nói láo. Mày mê thằng đực thợ mai cho nên mày bỏ tao để mày theo nó đúng không? Không có, không có. Mày đừng có nói xạo. Tao hỏi mày, mày đứng lại cho tao. Mày đứng lại cho tao. Tao mà bắt được mày tao giết mày chết. Mày đứng lại cho tao. À.
anh ơi. Má không cố, má không cố. Sao hai tổng thương như đã ngờ, trải dài đời em bước qua. Trải dài đời em bước qua. Trong cơn mơ anh gặp, giờ đang cùng em dạo chơi, giờ đang nhẹ bay lá lời. Hãy để nắng dội vào dáng em thôi, từng đường công. Nhà thiết kế Lê Minh Thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ thiết kế áo dài của tôi trong thời gian qua. Và để đạt được thành công ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn hai người. Người thứ nhất đó chính là chú Hoàng, và người thứ hai bà Thành muốn gửi lời cảm ơn đó chính là cô, cũng là này mẹ. Bộ chiếc cái áo dài này là con làm để dành tặng cho mẹ. Trong thời gian qua con rất muốn tìm gặp lại mẹ. Con được nói lời, con xin lỗi mẹ.